chuột máy tính không dây đa năng SIN đa kiểu dọc, kết nối Bluetooth 5.0 hoặc Wireless 2.4G USB, LED hiển thị thông báo, dùng cho mọi laptop, PC, Smart TV, có thể kết nối và điều khiển 3 thiết bị cùng lúc thông qua cổng Bluetooth 1 và 2, USB Wireless, tích hợp chế độ tự sạc, thiết kế kiểu dọc đứng 57 độ, nút bấm dễ dàng thao tác và sử dụng, mẫu mã đẹp thời trang, được đánh giá cao trên Ali. Xem chi tiết sản phẩm trên website.